Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hiện tại bây giờ Ngọc đang ở dưới nhà nội Ngọc nè. Đây, bà nội yêu dấu đây. Mọi người rất là thương nội luôn á nội. Chào hết bác cô, bác cháu. Thì nhân dịp hôm nay là chú Bình Ngọc về đó, nên là cả gia đình về đây chơi với nhau. Rồi trưa nay cả gia đình có làm một bữa cơm ăn rất là thân mật các bạn. Bữa cơm ăn bình thường của gia đình thôi, nhưng mà chủ yếu là gia đình tập trung với nhau ăn uống một bữa hả nội ha? Nội vui không? Cho đậu mừng lắm. À, hồi bữa là nội đọc mấy bài thơ là cô chú anh chị ai cũng thích mấy bài thơ đó. Mấy bài thơ tình mà bà nội viết cho ông nội rồi ông nội viết cho bà nội đó. Các bạn, bà nội Ngọc tới giờ cũng vẫn còn ăn trầu nè các bạn. Ba mươi mấy năm hả nội? Ba mươi lăm năm. 35 năm ăn trầu. Bởi vậy lúc nào còn nhìn cũng có môi son tươi tắn luôn. Đúng rồi đó. Anh bảo đó. Đây nè các bạn ơi, bữa cơm thân mật của gia đình gồm có canh bầu với lại xương nè. Rau này là rau lăng luộc hả mẹ? Rau lăng luộc nè. Ui cho cái dĩa thịt kho này nhìn là quá ngon với nữa. Rồi đây đặc biệt là cái canh này nè. Là cái canh khoai từ mẹ Ngọc biết Ngọc thích ăn nên mẹ Ngọc mua. Đó, cái bữa cơm đơn giản như vậy thôi các bạn ơi mà rất là ấm cúng luôn các bạn. Con bưng cần nè, bưng cần là bây giờ quậy nè. Nó con chi chay luôn nè cô chú ơi. Đó, nó thấy anh hai nó leo lên nè, nó leo lên luôn nè. Nó mắt đó, mấy cái này là vậy đó. Đó. Ở ngăn chưa? Đây mọi người ơi, mọi người đã tập trung đầy đủ để ăn rồi. Các bạn thấy bàn ăn bây giờ ấm cúng dễ sợ không? Đó, bà nội làm chủ tọa. Có chú Bình, đây là hậu em họ của Ngọc, anh Bảo, chị Ngân. Mọi người đã biết hết rồi, ba với mẹ. Qua bữa nay lâu lắm anh mình đang làm bạc vậy nè. Đây có rau, này rau lan, rau lan luôn. Quá là mắm tôm, mắm nem. Ở bên con nó mời con nói thật với mẹ mà nói có vàng con không mua được cái này. Đúng rồi, rau lan có. Thịt heo thì có, thịt heo thì đầy đủ. Đây quá ngon. Rồi thôi chúng ta mời bố. Rồi mời tất cả mọi người cùng ăn bữa cơm trưa với gia đình mình nha. Mời bà nội, mời ba mẹ, mời chú Bình. Xin mời bà nội. Mời các bạn định hôm nay đông đủ dễ sợ thì ừ. Quá vui luôn. Lâu lắm mới được ban quay còn đông đủ vậy con ạ. Thứ là chưa tám, sáng chưa tám. Dạ. Cái này là còn thiếu rất là nhiều người các bạn ạ. Mấy cô, mấy chú hiện tại bây giờ là còn đang đi làm. Nên là mình tối tối mới tụ tập nhau được. Cái này là thịt kho tiêu hả? Để ăn cái mùi ngon. Cái này cái món thêm cũng ngon mà có nước tương, tỏi, ớt cũng ngon. Không ra. Không ra dễ không? Đừng là có thêm một cái món canh kho từ để cho mà. Đổ rồi ớt canh kho từ. Gái mình nó rất thích ăn thịt kho tiêu với canh khoai tây cả nhà. Lâu lắm, lâu lắm rồi cũng làm này nè. Dạ. Ngày xưa ở quê mình nhớ không? Ở Điều. Bớt chút dễ ngon. Dạ. Ngon quá. Hồi tối chú về đi, chú cũng ngon chứ. Về 1 giờ sáng chú thức dậy rồi. Dạ. Tâm là ngủ có trong 1 giờ dậy rồi nè. Đúng rồi. Giá thiết quá rồi. Cũng đúng. Thường thường là về là mẹ tái nhất 2-3 ngày sau chứ mới quen chứ chứ. Đúng rồi, thì cả tuần lễ. Có. Lần nào về với nội cũng ăn cái món canh cái rau lan này được nè. Ăn là ngon. Xúc xắc. Mà đậu không chứ bà. Đậu đau bụng. Lâu rồi ăn quá, lâu lâu ăn thì nó đạm bạc thì ngon. Bữa ăn thì nhà nào cũng có ăn như vậy. Chú cháu mình tổ chức đi Đà Nẵng chơi chuyến chơi với con học à? Dạ. Chị đi Đà Nẵng chơi không? Chú cháu mà cũng đang tính đi chuẩn bị đi Đà Nẵng chơi các bạn ơi. Đà Nẵng thì cũng có người thân đồ ở ngoài đó, có mấy anh chị. Có bác. Chị bác hai. Đó, rồi đi ra
chú là nói chung là chú năm nào về chú quy Đà Nẵng đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Gia đình mình á thì nói chung quy là ở trong này hết trơn, nhưng mà còn có một mình là chị hai của mình á. Và chị hai của mình là chị thứ hai, còn anh là thứ ba, mình là thứ tư. Mà còn mình có ba bốn đứa cháu ở Đà Nẵng á, nên kiếm nào năm nào mà có con mình về hoặc chú đều về là năm nào mình cũng có lo thăm, hoặc là có đám tiệc gì ở ngoài quê là mình cũng chạy về thăm chị mình hết. Nhưng mà chị mình cũng hay vô đây lắm. Đúng rồi. Chắc mọi người trên YouTube thì chắc chưa biết là chị hai của mình. Để đợt này chú Bình nó về rồi Ngọc cũng bảo được ra đó được review cho mọi người thấy. Cũng có nhiều người nói là ủa cho thông thấy chị hai ở đâu mà có thứ ba thứ tư này, để cũng đó. Làm cái video này lên giới thiệu cho mọi người biết là chị hai của mình luôn. Đúng rồi, đó. Không ăn không? Không ăn ngon, về lần này. Cái này hứa hẹn ra là nắng rồi, có nhiều cái tiết mục hấp dẫn lắm đây nè. Dạ. Cho đi chơi giao đi uống thì cũng sẽ làm những cái video để chia sẻ lên đây nè. Vậy cho các bạn nào chưa đến Đà Nẵng hoặc là những người đã đến rồi mà chưa được biết địa điểm đó. Dạ, có quán nào ngon á? À, đi ra cô gái tìm tàu lục lội. Đó, Hậu vừa mới ra là Phương thay thế chỗ vô, Phương mới đi công việc về. Đây, em ruột của Hậu. Em ruột của Hậu. Anh phải nhường anh ăn trước, em ăn sau. Hậu Phương vững chắc. Hậu cho chú nửa chén nữa nha. Nội mới đang cơm ngon nội. Con ăn tình dưới đi con. Ngon chứ. Ok, em ăn đi. Chú bây giờ cho anh làm 3 chén cơm làm không biết rồi, ngon. Ở 7 rồi, 3 chén. 2 chén. 7 đóng rồi, 7. Chính ăn cơm, chính ơi. Ngon. Đây là chú thứ 9 của Ngọc nè. Chú thứ 10 còn cái gì à? Chú thứ 10 là chú 10 đó, chú 10 là mọi người gặp rồi. Chú 10 bận lắm. Người chạy làm công việc tối ngày, cái công chú nào cũng bận hết. Chỉ có mình về đây là mình được nghỉ ngơi, nên mình rảnh thôi chú. Chú bên đó mình cũng bận mà. Mình cũng cả ngày cũng chú luôn đấy, tuần 7 ngày. Lâu lâu được nghỉ ngơi, về nghỉ ngơi chơi với gia đình, sinh hoạt cùng chồng trong nhà, thấy đám cúng gì vậy? À đúng rồi. Xong rồi cả nhà ơi. Chị Ngân xong hả? Chị Ngân xong rồi. Dạ, con ra đi. Dọn ra. Xin phép con dọn trước nha. Rồi. Dạ. Rồi chấm mắm mình ngon rồi vậy. Ừ. Nó là la ngon quá. Là đúng mức thế là. Bây giờ làm đặc biệt mua la chấm mắm. Lâu la thấy ngon. Đỏ ngon nước rồi đó. Không có thuốc. Chú ơi, chú sáng thì chú gọi chú bận chưa? Chú gọi sáng thì cũng bay 3 lần rồi chứ con. Sao? Ừ, gọi biết được chứ. Để coi được chừng tiếng như thế nào. Bây giờ lại đi thương nhớ chú không? Dạ. Cái kho này á, cái tiêu ở đây á, ăn nó cay cay, nó cay cay nồng nồng, cái miệng đỏ. Ừ. Thơm á. Ừ. Rất là thơm. Phải không con? Đó, con mới gọi là nhắc kiếm rồi, có kiếm gọi được kìa. Nó không? Ở đây nè. Trả lời được không? Đó, nghe em. Nghe em. Em cơm với gia đình rồi đã. Cơm. Rồi, ở con chú Phượng ngồi chống tràn kìa. Buồn hiu, buồn hít. Chào mừng năm.
Canh bí phở. Cái canh bí này. Bí, rồi canh khoai từ, canh ngọc. Chê chạy chơi cả ngày rồi đó. Chê chạy tới chạy lui cả ngày vậy đó. Rồi, nó biết đó Phượng. Nó coi clip của em là bông ngoại kia. Nó thấy bông ngoại kia. Chị bây giờ chị chơi với bà Phương nè. Chị ơi, ngoại kìa. Ngoại năm kìa. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video mà gia đình họp mặt ăn uống một buổi trưa rất là thân mật hôm nay với lại chú mình với lại bà nội. Hy vọng là mọi người thích những cái video clip gia đình ấm cúng như thế này và chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye bye.